Không sao chứ? Đàn anh vẫn chưa đi à? Tôi phải bắt taxi ở bên này. Em đi gì về? Tôi đi xe. Đi xe ai? Đam. Đam đi xe tôi về. Cậu có chuyện gì không? Em là Gisungu, học lớp của giáo sư à? Chào thầy. Nhưng sao giáo sư lại đi với Đam? Cậu có lý do để tò mò chuyện này à? Dạ. Vâng, em có lý do để tò mò. Khoan đã, là quan hệ hẹn hò. Hả? Sợ đến người khác biết thì sẽ bị nhiều người bàn tán nên không nói ra được. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau từ trước khi anh ấy đến làm giáo sư khoa chúng ta rồi. Sau này chắc chắn sẽ không đến nghe giảng nên không có vấn đề gì cả. Em nói gì thế? Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Vậy Đam, tôi muốn xin lỗi em vì chuyện hôm qua. Sau khi xin lỗi em, nếu em mong tôi không xuất hiện trước mặt em nữa thì tôi sẽ không xuất hiện. Em bảo tôi không được nói chuyện thì tôi sẽ không nói chuyện. Không phải là không được nói chuyện, nhưng chuyện này thật sự không đúng. Cũng đúng, cũng có thể không phải là tôi. Nhưng nếu không phải là tôi thì ít nhất càng không thể là người này chứ. Không phải anh có ý gì hả? Tôi không nói như vậy vì nghe lời đồn thổi đâu. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.